COVID-19. Tốc độ lây lan nhanh chóng. Số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ gia tăng không kiểm soát. Mầm bệnh được truyền từ đâu? Ai là bệnh nhân số 0? Bệnh nhân số 0 ở đây được hiểu là người đầu tiên bị nhiễm virus corona chủng mới trong một ổ dịch. Trong dịch COVID-19, bệnh nhân số 0 không chỉ là một người. Việc xác định những người đầu tiên nhiễm bệnh là chìa khóa quan trọng giải đáp những nghi vấn về con virus này, đồng thời tăng cường khả năng ngăn chặn sự bùng phát dịch trong tương lai. Theo bác sĩ Sarah Bowie, người đang làm việc tại phòng khám Central Health Hồng Kông và đã có kinh nghiệm trong đại dịch SARS, biết được ai là bệnh nhân số 0 sẽ giúp chúng ta hiểu được cơ chế, cách thức ngăn ngừa truyền nhiễm bệnh. Việc tìm ra bệnh nhân số 0 sẽ không thể cho chúng ta mọi câu trả lời, nhưng nó sẽ giúp chúng ta vẽ ra được bản đồ lây truyền của virus. Bản đồ này rất khó vẽ được nếu chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Ở mỗi quốc gia, việc tìm ra bệnh nhân đầu tiên rất quan trọng, vì nhà chức trách có thể dựa trên thông tin cá nhân, lịch sử đi lại và mức độ tiếp xúc của người này để ngăn chặn nguy cơ dịch lan rộng. Đức được cho là quốc gia ghi nhận có trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại châu Âu vào ngày 28 tháng 1. Bệnh nhân số 0 được xác định là một người đàn ông 33 tuổi, bị lây nhiễm từ một đồng nghiệp sau khi dự chung một cuộc họp tại bang Bavaria. Người đồng nghiệp này vừa trở về từ Vũ Hán để thăm gia đình. Ở Việt Nam, các bác sĩ phát hiện hai trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 23 tháng 1. Người đàn ông Trung Quốc 65 tuổi từ Vũ Hán đến thăm con trai 27 tuổi làm việc ở Long An. Người cha xuất hiện triệu chứng ngày 17 tháng 1, còn người con là 3 ngày sau đó. WHO nhận định trường hợp này là bằng chứng lây nhiễm từ người sang người. Việt Nam đã nhanh chóng chặn được nguồn lây này, chữa khỏi và cho ra viện các trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, tại Ý và Iran, bệnh nhân số 0 vẫn đang là bí ẩn. Và việc xác định đang ngày càng trở nên khó khăn khi số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng lên nhanh chóng. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn cho việc khống chế và dập dịch tại quốc gia đó, cũng như trên quy mô toàn cầu. Trong cuộc họp báo đầu tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tin tưởng rằng dịch bệnh dù đang bùng phát trên diện rộng nhưng sẽ được kiểm soát. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một mầm bệnh về hô hấp có khả năng lây lan trong cộng đồng như thế này. Nhưng bệnh này có thể được ngăn chặn, kiềm chế bằng các biện pháp phù hợp. Nếu đây là dịch cúm, thì chúng ta đã phải chứng kiến sự lây lan dịch trên toàn cầu rồi, và những nỗ lực ngăn chặn hay khống chế nó là điều không thể. Nhưng việc khống chế COVID-19 là khả thi và phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi ca mắc COVID-19 đầu tiên trên thế giới được ghi nhận. Đến nay, dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra đã ảnh hưởng đến hơn 100.000 người tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, tín hiệu đáng mừng là số người khỏi bệnh và phục hồi đạt tỷ lệ hơn 50%. Vì vậy, việc tìm ra nguyên nhân khởi phát và cơ chế lây truyền bệnh là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng để khống chế, dập dịch trên toàn cầu và ngăn chặn dịch bùng phát trong tương lai.